Khu đô thị thương mại dịch vụ và du lịch sinh thái Cát tường Phú Sinh, dự án hiếm hoi hội tụ đầy đủ những tiêu chí lý tưởng của một khu đô thị xứng đáng đầu tư và an cư bậc nhất Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh, luôn là tâm điểm của thị trường bất động sản khu vực trong thời gian qua. Giai đoạn 2 của dự án với 5 phân khu: phố thương mại Ngân Phát, phố thương mại Hoàng Phát, phố thương mại Kim Phát, phố thương mại Hồng Phát và phố thương mại Thiên Phát cung cấp những căn nhà phố với diện tích đa dạng một trệt, một lầu và hai phòng ngủ, được thiết kế hiện đại với nhiều phong cách khác nhau, đáp ứng mọi nhu cầu lựa chọn dù là khó tính nhất của khách hàng. Những tiện ích nội khu nổi bật như khu du lịch sinh thái An Tây Hồ, kênh du lịch sinh thái Sông Trăng, công viên thế giới kỳ quan, công viên thế giới tuổi thơ cùng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và an ninh được đảm bảo, giúp cư dân có thể hoàn toàn yên tâm tận hưởng cuộc sống tiện nghi hoàn hảo. Lễ mở bán nhà phố liền kề khu đô thị thương mại dịch vụ và du lịch sinh thái Cát tường Phú Sinh dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 7 này. Nhà phố với giá chỉ từ 898 triệu đồng một căn, khách hàng thanh toán trước 50% có thể nhận nhà ở ngay, phần còn lại thanh toán với lãi suất ưu đãi từ 2 đến 5 năm cùng nhiều phần quà giá trị hấp dẫn khác. Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Công ty cổ phần tập đoàn Địa ốc Cát Tường, trụ sở chính số 789 ấp mới 1, Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An, website www.cattuongphusinh.vn.